Tại tỉnh Quảng Trị, thông qua Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng, Công ty Thủy điện Quảng Trị đã trích số tiền gần 6 tỷ đồng để chi trả phí dịch vụ môi trường rừng. Số tiền dự kiến chi trả vào cuối năm nay cũng khoảng 6 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được trả cho các chủ rừng và các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng đầu nguồn và hệ sinh thái. Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng không những từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ rừng, nâng số hộ nhận khoán bảo vệ rừng, mà còn huy động được một nguồn nhân lực lớn cho công tác tuần tra bảo vệ rừng. Việc làm này cũng giúp giảm chi phí đầu tư từ ngân sách nhà nước cấp cho công tác quản lý bảo vệ rừng. Đến thời điểm này, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên ở miền Trung triển khai việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng. Ngay sau khi phát hiện sai phạm về môi trường tại công ty trách nhiệm hữu hạn Italisa Việt Nam, doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang, tối ngày hôm qua, thì sáng nay Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang đã tiếp tục làm rõ những sai phạm tại doanh nghiệp này. Kết luận sơ bộ về sai phạm của doanh nghiệp là vi phạm điều 5 khoản 8 của Nghị định 117, Nghị định về bảo vệ môi trường khi doanh nghiệp đã tự ý đấu nối đường ống nhựa của hệ thống nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Đường ống này dài khoảng 35 mét, nhưng lại có hai hệ thống đấu nối, một dẫn từ hệ thống bể xi mạ ra hệ thống xử lý nước thải của nhà máy, hai là dẫn trực tiếp ra đường ống cống xả thẳng ra môi trường. Cảnh sát đã phát hiện có tới 9 đấu nối nhỏ phi 90 mà doanh nghiệp này đã sử dụng sai quy định. Phát hiện là cái nước thải, cái dung dịch thải của trong quá trình mạ là không được thu gom đưa hết để vào hệ thống xử lý, mà đã có những cái đường ống riêng để trốn xử lý, đưa ra môi trường, đưa thẳng ra môi trường. Thành lập từ tháng 8 năm 2010, trung bình mỗi năm nhà máy sản xuất vật liệu hợp kim màu thiết bị vệ sinh của công ty trách nhiệm hữu hạn Italisa Việt Nam sử dụng khoảng 3.000 tấn vật liệu hợp kim, 900.000 bộ van nước. Theo tính toán, với lưu lượng đầu vào khoảng 300 mét khối nước, thì trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 80 mét khối nước thải ra từ sản xuất mạ. Nhưng cảnh sát môi trường nhận định phần lớn lượng nước thải trực tiếp ra môi trường không qua quy trình xử lý. Ngay trong sáng nay, theo yêu cầu của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp Italisa đã phải tự dỡ bỏ 9 đầu nối sai quy định. Chúng tôi đang làm rõ xem là cái dấu hiệu là để là tránh trốn tránh cái việc là giảm chi phí, trốn tránh cái việc phải chi phí rất là nhiều tiền để xử lý cái nước thải này. Trong hai biên bản kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Italisa, cơ quan chức năng đã khẳng định sai phạm về quản lý và quy định của pháp lệnh bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này. Mức độ vi phạm sẽ được làm rõ hơn khi có kết quả kiểm định mẫu nước thải và khí thải mới nhất. Công ty Italisa đã thừa nhận những sai phạm ghi trong biên bản. Sau hai ngày quanh co thì sáng nay công ty Italisa cũng đã phải thừa nhận những sai phạm của mình, trong đó có việc đấu nối hệ thống nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Và vụ việc này cũng đã cho thấy là những vụ vi phạm về xả thải vẫn còn tiếp diễn và các doanh nghiệp thì vẫn chưa thực sự có ý thức trong vấn đề bảo vệ môi trường. Dù mức xử phạt đối với doanh nghiệp hay là cá nhân như thế nào thì đây cũng sẽ là những cái bài học lớn trong công tác bảo vệ môi trường khi mà những vụ việc như thế này vẫn còn chưa được phát hiện và xử lý. Được biết, trong đợt kiểm tra hành chính năm 2012, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường đã phát hiện lượng nước thải bên ngoài khu vực nhà máy này có nhiều hóa chất độc hại như kim loại nặng, niken vượt cao gấp nhiều lần so với quy định.